Theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố mới đây, tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ trong quý 4 năm 2023 tăng trưởng 3,4%, cao hơn so với mức 3,2% được dự báo trước đó. Điều này là nhờ chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh, chiếm hơn 66% hoạt động kinh tế, tăng trưởng ở mức 3,3%, cao hơn mức ước tính 3% đưa ra trước đó. Chi tiêu kinh doanh cũng tăng, phản ánh mức đầu tư cho cơ cấu sản xuất cũng như thương mại và chăm sóc sức khỏe cao hơn so với ước tính trước đây. Chi tiêu cho các sản phẩm sở hữu trí tuệ cũng được điều chỉnh cao hơn. Áp lực lạm phát cơ bản trong quý 4 năm 2023 cũng được Bộ Thương mại Mỹ điều chỉnh giảm xuống còn 2% từ mức 2,1% được ước tính trước đó. Nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 2,5% trong năm ngoái, cao hơn so với mức 1,9% của năm 2022. Ước tính tăng trưởng trong quý 1 năm nay là khoảng 2%. Chính phủ Mỹ ngày hôm qua đã cấp cho bang Maryland khoản kinh phí khẩn cấp ban đầu 60 triệu đô la Mỹ để dọn các mảng sập từ cầu Francis Kosky ở thành phố Baltimore và bắt đầu xây dựng lại cầu. Chỉ vài giờ sau khi thống đốc bang Maryland Westmore đã đề nghị chính phủ Mỹ hỗ trợ 60 triệu đô la để khắc phục hậu quả và xây dựng lại cây cầu, cơ quan quản lý đường cao tốc liên bang thuộc Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã phê duyệt. Bình thường việc cấp kinh phí như vậy thường mất nhiều ngày. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã chỉ đạo chính phủ liên bang nỗ lực hết sức để nhanh chóng xây dựng lại cây cầu. Vụ sập cầu xảy ra vào sáng sớm 26 tháng 3 theo giờ địa phương, khi tàu Dali dài 300 mét chất đầy container đang rời cảng để đến châu Á, thì bất ngờ chết máy và đâm thẳng vào trụ cầu Francis Scott Key. Gần như toàn bộ cây cầu thép này đã đổ sập chỉ trong vài giây, làm gián đoạn tuyến giao thông đến một trong những cảng thương mại đông đúc nhất nước Mỹ. Indonesia đang nhanh chóng trở thành điểm nóng về phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo AI khi mà nhiều công ty được hưởng lợi từ kế hoạch hỗ trợ của chính phủ đối với công nghệ đang phát triển này. Vào tháng 8 năm 2020, Indonesia đã công bố chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo của chính phủ, một kế hoạch chi tiết 25 năm để đưa đất nước bước sang một kỷ nguyên mới. Chiến lược này hứa hẹn sẽ khai thác công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để hợp lý hóa bộ máy chính quyền, tăng cường dịch vụ công và cải thiện tăng trưởng kinh tế. Chúng tôi phục vụ khách hàng của mình thông qua các loại hình sử dụng khác nhau, có thể là trong dịch vụ khách hàng, tiếp thị, bán hàng, sử dụng chatbot AI, chủ yếu trên các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp. Cho đến nay, chúng tôi có hơn 200 khách hàng doanh nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực và chúng tôi giúp họ cải thiện mức độ tương tác với khách hàng, cũng như cải thiện lợi nhuận của họ. Sự tham gia của công ty khởi nghiệp như Kata vào kế hoạch chi tiết của chính phủ thể hiện nỗ lực hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân nhằm đưa Indonesia ngang hàng với các công ty dẫn đầu toàn cầu về AI như Mỹ hay Trung Quốc. Tôi nghĩ Indonesia thực sự đang học hỏi từ nhiều quốc gia về cách sử dụng AI như một phần chiến lược. Với động lực đó, các công ty như Kata đang trở thành những nhân tố chủ chốt giúp xây dựng tầm nhìn AI của Indonesia. Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Ai Cập mới đây thông báo quốc gia Bắc Phi này đã đạt được thành công bước đầu trong việc kiềm chế tốc độ tăng dân số bằng việc ghi nhận mức giảm 1,2% tỷ lệ tăng dân số trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2023. Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Ai Cập cho biết, vào năm 2023, tốc độ tăng dân số ở Ai Cập đã giảm xuống 1,4%, là mức thấp nhất trong 50 năm qua. Theo một báo cáo của Dự án Quốc gia về Phát triển Gia đình Ai Cập, tỷ lệ sinh ở nước này đạt 2 triệu vào năm 2023, giảm 15% so với năm 2018. Theo Cơ quan Thống kê và Huy động Công Trung ương Ai Cập, tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, dân số Ai Cập ở mức 105,8 triệu người, tăng 1,4 triệu so với năm 2022 và tăng 3 triệu so với năm 2021. Ai Cập hiện là quốc gia đông dân thứ 14 trên toàn thế giới và thứ 3 ở châu Phi.